nay với khẩu giáng hương đường kính 20 đô mét nha. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu cây hả? Cậu đến giờ mười mấy cây? 1, 2, 4, 6, 8, 10 nè. Má sao đếm ta? 6 cây á. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ta. Rồi. Đúng không? Chiếc này lúc mua nhiêu ạ? À? Ai? Chiếc này lúc mua nhiêu ạ? À? 600. Mua lâu chưa? Mới 5 mà. Xe tên gì ạ? Còn 12 năm nữa. Ủa này của Trung Quốc hả? Của đâu? Đồ của Nhật mà. Isuzu mà có Trung Quốc gì? Isuzu 600 hả? À, đợi nhiêu? 207. Anh mua cách đây 2 năm. Không, mua mới 1 năm à. Mới 1 năm 600. Bây giờ là nó 500 rồi đó hả? 5 thì 550 chứ hả? Không, giờ kiếm ra đâu. Tại vì cái chiếc này là của bạn nó xài. Chủ nhà nó mua từ mới luôn á. Nó không xài, nó kia rồi. À. Nó không thích xài, nó kia nó xài được mấy năm đã rồi. Mà sao kiếm được hả? Sao kiếm được hay à? Có bà nó chưa nhớ. À. Có chiếc nào mà báo em với. Cái này thùng dài mấy mét à?